Nhạc sĩ Minh Khang dùng mình đọc lại tin nhắn báo hiểu điểm gở của Phi Nhung gửi cho mình Đọc tin nhắn ở thời điểm yên bình mà Phi Nhung gửi cho Minh Khang khiến anh xem lại cảm thấy quá sợ hãi. Vào trưa ngày 28 tháng 9, sau Biết Việt bàng hoàng trước thông tin Phi Nhung qua đời sau thời gian chữa trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Giấy. Hàng loạt sao Việt chia sẻ hình ảnh và bày tỏ sự thương tiếc với người đồng nghiệp đáng kính. Mạng xã hội giờ đây phủ một màu tăng thương. Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Minh Khang gây bất ngờ khi chia sẻ lại hình ảnh đoàn kết cuối cùng với Phi Nhung trước khi cô qua đời. Trong tin nhắn gửi nhạc sĩ Minh Khang, cố nghệ sĩ bộc bạch, Em là thương chị nhất, chị hát không lấy tiền luôn, chị không cần nổi tiếng, tiếng của chị bây giờ lên bàn thờ nữa là xong. Nói chị quên em là chỉ giận em à, thằng mập. Thật không thể tin ở thời điểm nhắn tin cho Minh Khang là giai đoạn yên bình, nhưng Phi Nhung lại nói lên điểm gở khiến nam ngạc sĩ vừa sợ vừa muốn giận người chị của mình. Anh đâu ngờ đây lại là lần cuối cùng được nói chuyện với người chị thân quý. Mập chỉ biết là người khi hay tin giữ đến với chị. Lúc trước định hờn chị, sao chị nhắn tin gở như vậy? Vậy mà, gắn bó với chị bấy lâu, Mập rất ngưỡng mộ cách sống và làm việc của chị, cầu xin chị ra đi được bình an, thương chị.